tức là 4 năm trôi qua. Ngay khi bị phát tán, người hâm mộ tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi trên, khuyên cô cần mạnh tay nhờ pháp luật can thiệp vào sự việc này. Không hiểu vì lý do gì, thời điểm này bất ngờ bị tung ra. Được biết thì toàn bộ có 5 đoạn clip ghi lại cảnh sinh hoạt trong nhà của Văn Mai Hương. Có khả năng rằng những đoạn camera này đã bị kẻ xấu xâm nhập vào hệ thống bảo mật và trích xuất mà nữ ca sĩ không để ý ngay sau khi những đoạn clip xuất hiện cư dân mạng đã chia sẻ về tốc độ chóng mặt nhiều người cũng bày tỏ sự phẫn nộ với những kẻ xấu xâm nhập camera và chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm về văn mai hương sự cố không mong muốn của văn mai hương khiến nhiều người lo ngại về sự không an toàn của bản thân và gia đình trước những ý đồ xấu từ tội phạm công nghệ nhiều người cho rằng Văn Mai Hương lên liên hệ với phía cảnh sát để bảo vệ bản thân, đồng thời ngăn chặn những hành vi đáng lên án này. Xin được nhắc lại, đây là hành vi cực kỳ đáng lên án, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của nghệ sĩ và nhất là nghệ sĩ nữ. Hiện nay, trên mạng đang kêu gọi mạnh mẽ cùng nhau tẩy chay và ngừng chia sẻ link xấu nhằm tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của hacker. Đây là việc cần và phải làm ngay để bảo vệ nghệ sĩ, người nổi tiếng khỏi các hành vi bôi nhọ và vô đạo đức này. Chúng tôi đứng về phía văn Mai Hương, phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ vì một xã hội văn minh hơn.